dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ 5 ngày phép, mất 2 hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Đời người lính chiến quanh năm với bưng biển, thì gót liễu mong manh làm sao bước song hành. Em chỉ e ngại gió lay nổ tầm xuân vừa hè. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím, biết em đang trộm nhìn vào mông chưa to lối, bên mơ chưa chờ đợi. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi một bài nhạc bolero khá hay, đó là bài Căn nhà màu tím. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi trên tông la thứ, tuần tự như tiến. Trước tiên sẽ là câu intro, rồi đến phần đệm hát, rồi đến câu dạo giữa. Ok, không lôi thôi nhì nhằng, chúng ta đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Rồi, trước tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi câu intro. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn chơi trên tông la thứ các bạn nhé. Cái tông la thứ này thì phù hợp cho giọng nữ hát. Thì các bạn nam hát, các bạn có thể dùng capo kẹp lên ngăn 2 hoặc ngăn 3 để chúng ta vẫn chơi bằng thế tay la thứ, chúng ta kẹp vào chúng ta hát. Trước tiên chúng ta luyện tập, chúng ta cứ luyện tập mà thả ra, chúng ta luyện tập như thế này. Khi hát chúng ta dùng capo, chúng ta kẹp vào cho hợp lý. Câu intro đầu tiên sẽ như sau. Đó thì các bạn đầu tiên bấm vào hợp la thứ này. Hợp này các bạn biết cả rồi. Các bạn gảy này. 5, 4, 3, 2. Đó. 5, 4, 3, 2, 3. Đó. 5, 4, 3, 2, 3. Gảy liên mạch các bạn nhé. 5, 4, 3, 2, 3. Thì cái này rất dễ, theo thứ tự gảy rất dễ thôi. Sau đó các bạn nhả ngón út ra mà. Các bạn nhả, gọi các bạn tạm hiểu là các bạn nhả hết tay này. Nhả hết tay ra đi, các bạn gảy si do, si do mi. Cái nốt mi này là các bạn gảy nốt re này. Các bạn gảy nốt re, các bạn kéo lên nốt mi, tức là chúng ta bấm vào ngăn 3 chúng ta gảy, chúng ta kéo lên ngăn 5. Đó. Re luyến lên mi, tạm thời tôi đọc gọn là mi thôi. Đó. Si do mi re. Đó. 5 4 3 2 3 si do mi re. Đó. 5 4 3 2 3 si do mi re. Thì khi gảy cái nốt re này, đến nốt re này các bạn chú ý nha, chúng ta bấm vào cái hôm son trưởng. Hôm son trưởng là ngón chặn đây này. Đó. Ngăn 3, ngón bấm đây, dây 3, ngón bấm đây dây 4 và ngón bấm đây dây 5. Các bạn gảy đồng thời nốt re. Khi này chúng ta bấm như thế này, chúng ta gảy dây số 2 ta có nốt re. Đó. Chúng ta gảy đồng thời nốt re ở dây số 2 và nốt bát son ở dây số 6 cùng một lúc. Sau đó chúng ta 3 2 1 chát bùm chát. Đó. 3 2 1 chát bùm chát. Đó. Ta có tổng câu này. Câu tiếp theo ấy thì các bạn đang bấm hôm son trưởng này, các bạn có thể nhả tay ra này. Các bạn dùng ngón út này, các bạn bấm vào ngăn số 5 của dây 2, ta có mi re. Đó. Mi re si, si là dây buông. Đó. Mi re si, ba nốt này đều nằm dây số 2. Mi re si. Thì khi đánh nốt si này, các bạn gảy đồng thời nốt si dây số 2 và nốt bát mi dây số 6 cùng một lúc. Sau đó các bạn 3, 2, 1. Đó. Sau đó các bạn chát các bạn nhé. 3, 2, 1, chát. Đó. Đánh đồng thời nốt si ở dây số 2 và nốt bát mi dây số 6. Sau đó 3, 2, 1, chát. Sau đó các bạn gảy giai điệu này. Son là dây buông số 3 và xí là dây buông số 2.
sòn si sòn la. La là chúng ta bấm tay vào âm la thứ ta gảy đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Sau đó chúng ta mới đến câu cuối, tuy nhiên ta đánh câu này nhé. Đó. Chúng ta đánh lại cả từ đầu này. Thì cái đoạn sòn si sòn la này chúng ta nối luôn vào câu cuối này. Sòn si sòn la là chúng ta kết thúc câu câu số 2, chúng ta tạm hiểu là câu 2 đi, sau đó ta nối tiếp vào cái câu cuối cùng. Câu cuối cùng thì chúng ta sẽ như sơ như sau. Bùm 3 2 1. Chúng ta bấm vào la thứ, chúng ta bùm 3 2 1 chát sòn. Chát sòn thì chát là la này, còn cái sòn này là chúng ta bấm hôm song trưởng, hôm dây 6, hôm dây 5, hôm dây 1. Chúng ta sòn. Đó. Bùm 3 2 1 chát sòn chát. Cái son trưởng này chúng ta sòn chát, cho chúng ta chuyển về mấy thứ này. Chúng ta nhả tay ra mi sòn la. Đó. Chát sòn chát mi sòn la. La là chúng ta bấm vào cái hợp la thứ này, chúng ta gảy dây số 5. Đó. La 3 2 1 chát sòn chát mi sòn la. Thì khi đến cái la thứ này chúng ta lại tiếp tục, chúng ta cứ gảy vậy thôi rồi chúng ta hát. Đó, thì chúng ta đánh lại cả câu intro này. Trước tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần đệm hát trước, sau khi chi tiết cụ thể phần đệm hát xong thì chúng ta sẽ chuyển sang câu giang tấu dạo giữa. Trước tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cụ thể từng câu hát và các cái câu chạy bát kèm theo các câu hát. Trước tiên các bạn vào này, hết câu intro này. Chiều nhìn xa đầu ngõ, thì các bạn có thể vào như thế, các bạn có thể hát liền mạch hoặc các bạn ngắt ra. Xa đầu ngõ dừng dừng đó, các bạn chơi liền mạch cũng được mà ngắt ra cũng được. Đây lại để chiều nhìn xa đầu ngõ dừng dừng niềm thương nhớ sáng xinh xinh một người được đi năm ngày phép. Đó thì câu chạy bát đó chúng ta chơi như thế nào? Giáng sinh sinh một người. Giáng sinh sinh một người là chúng ta đánh bát la thứ này, bát 3 2 1. Giáng sinh sinh một người. Thì khi đánh một người là chúng ta bát 3 2 1 xong, bát 3 2 1 xong chúng ta mới bắt đầu câu chạy nhé. Bát 3 2 1. Sau đó này, mi si. Đó, mi là dây bung số 6, si là ngăn 2 dây 5. Rê là dây số 4, dây bung số 4 đó. Mi si re mi re do si la. Mi si re mi re do si la. Giáng sinh sinh một người.
được nghỉ 5 ngày phép, mất 2 hôm làm quen. Thì cái đoạn này các bạn phải chú ý nhé, chúng ta đánh chia đôi nhịp đấy. Được nghỉ 5 ngày phép, ngày phép là đô trưởng, ngày phép là đô trưởng, thì chúng ta chỉ đô 3 2 1, chát là chát, bùm chát rê, chỗ này rất là nhanh thôi. Đô 3 2 1, chát là chát, bùm chát rê. Được nghỉ 5 ngày phép, mất 2 hôm làm quen. Đó, lại đấy nhé. Được nghỉ 5 ngày phép, mất 2 hôm làm quen. Đó. Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ 5 ngày phép, mất 2 hôm làm quen. Em mới cho mình biết tên. Đó thì cái câu này chúng ta lại chạy bát tiếp. Đó, chạy bát tiếp này. Mì xì, chúng ta hát này. Em mới cho mình được biết tên. 3 2 1, chúng ta đánh bát 3 2 1 xong. Mi 7 này, mi 7 bát 3 2 1 xong, chúng ta mới chạy câu chạy cái câu lead này các bạn nhé. Đó. Em mới cho mình biết tên. 3 2 1 xong mới chạy này. Mi si re mi re si la si. Mi si, si là dây 5 đây. Mi si re mi, re mi là dây 4. Re si la si. Đó. Mi si re mi re si la si. Thì khi đến nốt si này là chúng ta bấm cả vào âm mi 7 luôn. Si, và chúng ta tiếp tục chúng ta đánh này. Này. Em mới cho mình được biết tên. Đời người lính chiến quanh năm với bưng biển thì gót liễu mong manh. Cái câu gót liễu mong manh này chúng ta cũng để nhé. Từ son trưởng chúng ta qua la 7 chúng ta về rê thứ rất là nhanh nhé. Son 3 2 1, chát là chát, bùm chát rê. Đó. Son 3 2 1, chát là chát, bùm chát rê. Đó. Quanh năm với bưng biển thì gót liễu mong manh. Các bạn chú ý lại đấy nhé. Quanh năm với bưng biển thì gót liễu mong manh. Đó. Đời người lính chiến quanh năm với bưng biển thì gót liễu mong manh. Làm sao bước song hành em chị em. Tôi xin nhắc là về cái âm pha trưởng chặn này các bạn nhé. Hợp âm pha trưởng chặn thì bạn nào không bấm được thì chỗ nào mà tôi ghi là hợp âm pha trưởng thì các bạn có thể bấm la thứ để thay thế. Các bạn cố gắng tập bấm được cái hợp âm pha trưởng này. Đó. Đời người lính chiến quanh năm với bưng biển thì gót liễu mong manh. Làm sao bước song hành em chị em. Ngày gió lay nụ tầm xuân vừa hè, câu chạy bát này chúng ta lại chạy như thế nào? Đó, chúng ta chơi này. Đó. Em chỉ e ngay gió lay nụ tầm xuân vừa hè. Thì chúng ta cứ bát 3 2 1 xong chúng ta mới chạy các bạn nhé. Bát 3 2 1, mi son, mi son thăng, mi son thăng các bạn nhé. Son thăng là ngăn 4, ngăn 4 của dây 6 đây. Mi son la si. La si là dây 5, re mi là dây 4. Mi son la si re mi. Thì đến cái nốt mi này là chúng ta bấm vào hợp âm mi 7. Đó, hợp âm mi 7. Chúng ta lại mi 3 2 1, chát bùm chát bùm chát bùm, rồi chúng ta hát tiếp. À. Ngày gió lay nụ tầm xuân vừa hè. Chiều nào khi đó cái đoạn này này. Sau đó chúng ta bấm mi 7 để chúng ta được ra một lượt. Chiều nào khi về đến
chiều là gạt này, nào khi đó. Chiều nào khi về đến, đến là chúng ta về la thứ này. Em chỉ e ngai gió lay nụ tầm xuân vừa hè. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biến em đang trụ. Vào mông chưa to lối, đến mơ chưa vừa lời, chưa thấy ai cười. Đánh y như câu trước, à, cái lời nhạc thì y cái nhạc thì y như vậy, có phần lời khác nhau, phần nhạc y như thế, chúng ta đánh y như thế thôi. À, chúng ta vào điệp khúc này, à, cái hợp âm điểm hát chi tiết các bạn nhé, tôi để dưới phần mô tả đây, để xuống phần mô tả các bạn kéo để xuống để chơi xem từ đầu tới cuối đây. Đời anh đây đó mười phương, gặp em anh ước mong gì hơn. Cái này cứ hợp âm, các bạn cứ chơi như thế và theo cái hợp âm tôi để bên dưới, từ giờ đến cuối bài chúng ta không còn gì đặc biệt, chúng ta cứ chơi đều và theo cái hợp âm như vậy, không còn câu chạy bát nữa. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang phần dạo giữa. Ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu. Đó thì các bạn này, ban đầu chan son chan mi son la. Cái câu này các bạn quen thuộc rồi. Sau khi chúng ta la bài một chan thì chúng ta đánh cái câu này. Đó. Đồ mi la si. Đó. Đồ, đồ là ngăn 3 dây 5. Mi. Đó. Đồ mi. Đó. Đồ là ngăn 3 dây 5, mi là ngăn 4 dây, ngăn 2 dây 4. Đó. La là ngăn 2 dây 3. Đó. Đồ mi la si. Đồ mi la si. Si là cái dây bung số 2. Các bạn đánh đồng thời nốt si dây số 2 và nốt bát mi dây số 6 cùng một lúc. Sau đó chúng ta 3 2 1. Đó. 3 2 1 các bạn nhé. Đồ mi la si. Đó này. Si si re si la son. Si si là dây số 2. Re đây, re đây. Si la son. La son là dây số 3. Si si re si la son. Thì khi gảy nốt son này chúng ta nhanh tay chúng ta bấm hợp âm son trưởng và chúng ta gảy đồng thời nốt son dây số 3 và nốt son ở bát, nốt bát son dây số 6 cùng một lúc. Rồi chúng ta 3, 2, 1. Đó. Sau đó câu tiếp theo này. Chúng ta bấm tay đây. Mi la la. Mi là dây 4, la là dây 3. Mi la la mi re. Thì re là cái dây bung số 4, thì các bạn bấm tay và bấm re thứ, các bạn re 3 2 1. Đó. Mi la la mi re 3 2 1. Sau đó này. Đô re mi đô la 3 2 1. Đó. Đô re mi đô la. La thì là dây 5, rồi chúng ta bấm vào âm la thứ, chúng ta 3 2 1 đó. Sau đó đến câu tiếp theo này. Các bạn gảy này. Gảy nốt son các bạn nhé. Các bạn gảy nốt son. Gảy nốt son tức là gảy dây số 3 này. Gảy dây số 3 buông là nốt son. Các bạn gảy rồi các bạn luyến vào nốt la rồi các bạn nhả ra. Tạm thời đọc đây là son cho nó ngắn gọn. Gảy nốt son, luyến vào nốt la xong lại nhả tay ra. Đó. Son, son, mi.
son mi. Mi là dây 4 đây. Còn la là chúng ta bấm tay hâm la thứ, chúng ta gảy đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Ba hai một chát các bạn nhé. Son mi la. Tôi xin nhắc lại cái nốt son này là son gảy son bấm vào la rồi lại nhả ra, tức là son son rồi lá lại son. Tôi đọc gọn là son các bạn nhé. Son son mi la ba hai một chát. Re fa mi. Đó. Re là ngăn ba đây. Fa fa mi, fa mi là dây số 1. Re fa mi. Chúng ta đánh đồng thời nốt mi dây số 1 và nốt bát mi dây số 6 cùng một lúc. Re fa mi. Mi mi si. Mi là dây 4. Si là dây 2. Đây, mi dây 4 này, si là dây 4 số 2. Mi mi si re. Re mi la mi mi si re mi la. La là chúng ta bấm tay vào hợp âm la thứ, chúng ta gảy dây xuống dây bát 5 la luôn. La là bát số 5. Son mi la ba hai một chát. Re fa mi. Mi mi si re mi la. Chúng ta chơi lại cả cái câu dạo giữa đi. Đoạn chuyển bát này chúng ta quá quen thuộc rồi, chạy bát chuyển hợp âm từ đầu đến giờ chúng ta tập nhiều rồi. Câu cuối này chát son chát mi son la đó. Cái đoạn này ấy, chúng ta lại chơi lại thôi, chơi lại theo hợp âm dưới. Bạn nào mà muốn quạt nhé, quạt này. Đời anh đây đó mười phương gặp em. Thì bạn nào muốn quạt như thế này vào cái điệp khúc ấy thì các bạn hãy click vào cái video clip hiển thị trên màn hình ấy. Tôi đã hướng dẫn khá kỹ về dậm nhịp để quạt trả bolero này. Chúng ta phải xem một clip riêng đó, tôi hướng dẫn chi tiết cụ thể rồi thì các bạn mới quạt được. Còn bạn nào chưa tập quạt được thì cứ chơi, chúng ta cứ rải đều chúng ta chơi vậy thôi. Khi nào tập quạt được thì chúng ta sẽ quạt sau. Hợp âm để hát tôi xin nhắc lại, tôi để dưới phần mô tả. Bạn kéo xuống để xem, để đếm theo. Xin chúc các bạn thành công.